Sơn Tùng MTP thay avatar đen và ý nghĩa đằng sau là gì? Mới đây, Sơn Tùng khiến fan cảm thấy cực kỳ bất an khi đồng loạt thay cả avatar đen và ảnh bìa thành màu đen. Nam ca sĩ chỉ đăng tải hình ảnh mà không đính kèm theo dòng trạng thái nào giải thích cho việc làm của mình. Vụ việc diễn ra khá bất ngờ khiến các Sky không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên dưới, nhiều fan vào bình luận cảm thấy lo lắng cho sếp. Vậy ý nghĩa của việc đăng avatar đen như vậy của Sơn Tùng là gì? Bây giờ hãy cùng Hero Thanh đi tìm hiểu nhé! Avatar Facebook hay còn được gọi là ảnh đại diện của bạn. Đây là một phần thiết yếu ở trong trang cá nhân Facebook giúp bạn bè, thân nhân đơn giản nhận và phân biệt được bạn với người khác. Avatar còn là nơi giúp bạn thể hiện sự sáng tạo, tâm trạng cảm xúc của mình, là nơi chia sẻ ảnh mà bạn trân trọng. Và cạnh đó, avatar Facebook còn thể hiện mức độ tương tác với bạn bè trên mạng xã hội, thể hiện được sự nổi tiếng. Đối với nhiều người, đổi avatar Facebook sang màu đen nhằm thể hiện sự thương tiếc, nhớ nhung với thân nhân khi họ mất, bởi gam màu đen tượng trưng cho sự ly biệt và tang thương. Họ thay avatar Facebook chính là phương pháp tưởng nhớ tới thân nhân vừa mất, giải bày tâm trạng của mình, muốn được nhiều người biết đến và được mọi người an ủi động viên. Khả năng nói, Facebook chính là nơi giúp bạn giải bày tâm trạng, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn tốt nhất. Và gam màu đen đại diện cho sự cô đơn, u tối. Vì thế, khi bạn cảm thấy cô đơn, bạn muốn tìm đến Facebook để khả năng chia sẻ mọi thứ. Trước tiên là bạn đổi avatar Facebook thành màu đen. Khi bạn thấy bạn bè trên Facebook của mình đổi avatar sang màu đen, bạn khả năng đoán được người đó đang có tâm trạng cô đơn. Nếu là người thân yêu của bạn, bạn hãy trò chuyện với người đó để họ vơi đi nỗi buồn, giải tỏa tâm trạng nha. Facebook là nơi thể hiện tình cảm của mình đối với đối phương, là nơi giúp bạn lưu giữ kỷ niệm tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, nên việc chia sẻ ảnh của nhau trên mạng thường được các cặp đôi áp dụng. Đây là phương pháp giúp bạn thể hiện sự sở hữu người yêu, mong được bạn bè trên mạng xã hội chúc mừng và biết đến mối quan hệ. Mặt khác, khi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, thậm chí là chia tay trong tình yêu, các cặp đôi thường đổi avatar màu đen nhằm thông báo với đối phương là tôi đang giận hoặc tôi rất đau khổ và muốn được đối phương quan tâm, lo lắng. Vì thế, khi bạn thấy bạn gái của mình đổi avatar Facebook màu đen thì bạn cần nhìn lại vấn đề mà bạn và người ấy đang mắc phải là gì và tìm ra hướng giải quyết để tình yêu của bạn được hàn gắn và giúp người ấy trở nên vui tươi hơn. Hãy ở bên người ấy khi người ấy cần và đừng để người ấy cảm thấy cô đơn quá lâu để tránh việc bạn phải hối hận về sau này. Thất bại ở đời sống, công việc thường làm cho mọi người cảm thấy chán nản, cảm thấy mình là người bất tài và muốn từ bỏ mọi thứ. Những suy nghĩ đó sẽ khiến bạn mất tự tin vào bản thân mình và tinh thần đi xuống. Vì thế, bạn dùng Facebook nhưng lại không còn cảm thấy vui vẻ mà thay vào đó là sự chán nản. Nên bạn đã chuyển sang avatar Facebook màu đen nhằm cô lập bản thân mình và truyền tải thông điệp đến bạn bè của bạn trên mạng xã hội là hãy để tôi một mình, hãy để tôi yên. Dùng avatar Facebook màu đen cho việc này khiến bạn càng bị chìm đắm trong sự chán nản mà không bao giờ tìm thấy được lối thoát. Facebook ra đời nhằm mục đích là mọi người giao lưu, kết bạn, dùng Facebook để thư giãn, để tâm sự. Vì thế, hãy chia sẻ những điều mà bạn đang gặp phải để bạn bè của bạn an ủi, động viên và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Không phải lúc nào cũng gặt hái được thành công và thất bại là mẹ của thành công, nên bạn hãy cố gắng hết mình để biến thất bại đó trở thành động lực giúp bạn làm việc hiệu quả hơn để trong tương lai thành công sẽ đến với bạn. Để avatar Facebook màu đen có nhiều ý nghĩa khác nhau, mục đích của việc thay đổi ngay này là họ muốn được chia sẻ, an ủi khi họ cảm thấy tâm trạng không tốt. Vì thế, khi thấy người thân yêu của bạn thay đổi ngay avatar Facebook sang gam đen, hãy an ủi và động viên họ để họ vượt qua nỗi buồn này nhé! Và từ trước tới nay, Sơn Tùng là một người chưa từng làm việc gì mà không có mục đích hay lý do rõ ràng. Bởi vậy, có lẽ việc thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa đen là một phần thuộc project mới nào đó của nam ca sĩ. Đặc biệt hơn, Thiều Bảo Trâm đang rục rịch comeback với MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, thì Sơn Tùng MTP cũng được cho là đang có hin ra mắt MV đầu tiên trong năm 2022. Theo đó, mới đây, các fan đã phát hiện Sơn Tùng MTP dùng chính tài khoản Facebook cá nhân bình luận dạo ở các fanpage của cộng đồng Sky với cùng một nội dung đính kèm, đề tiếng Anh và lời năn nỉ, giải đi. Sau khi giải đề, các fan đã sâu chuỗi thành câu hoàn chỉnh. This no one is on, không có ai cả.
Việc bỗng dưng có động thái lạ này khiến các fan khẳng định đây chính là tín hiệu comeback và thậm chí là tựa đề ca khúc mới nhất mà Sơn Tùng sắp ra mắt. Chưa dừng lại ở đó, chính ý nghĩa của cụm từ này còn khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn Sơn Tùng đang cà khịa Thiều Bảo Trâm khi cô đặt câu hỏi sau lưng anh có ai kìa thì anh đáp lại không có ai cả. Mới đây, đích thân Sơn Tùng còn đăng đề tiếng Anh trên Instagram và yêu cầu fan giải đi càng chứng minh cho Hin comeback. Mặt khác, cộng đồng mạng còn vô tình ghép hai poster Chúng ta của hiện tại và Sau lưng anh có ai kìa thì tá hỏa vì nhận ra sự trùng hợp đặc biệt với nhiều đặc điểm dễ liên tưởng đến Sơn Tùng, từ chiếc áo dài ghi xám đến dáng dấp nam chính MV. Nếu nhìn không kỹ, còn tưởng Thiều Bảo Trâm đang ôm ấp tình cũ tin đồn, nhưng éo le lại là cảnh tình tay ba. Có thể thấy, dù Sơn Tùng MTP chưa có dấu hiệu comeback cụ thể, nhưng khi Thiều Bảo Trâm chỉ mới rục rịch trở lại, thì cả hai như vô tình lại bị gắn với nhau bằng những tình tiết tưởng vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục. Nếu như Sơn Tùng MTP thật sự có màn comeback trong thời điểm này, thì quả thật giữa anh và người cũ tin đồn có mối quan hệ oan gia ngõ hẹp không phải dạng vừa. Được biết, trước đó mạng xã hội rầm rộ thông tin Sơn Tùng và Hải Tú chuẩn bị về chung một nhà. Đặc biệt xuất hiện clip ghi lại cảnh cặp đôi sống chung tại một căn villa view sông đẹp nhất như Sài Gòn lại càng khiến dân tình háo hức chờ đợi một siêu đám cưới của Vbiz. Ngoài ra, ồn ào Sơn Tùng động chân động tay với Hải Tú nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ em của ngày hôm qua đã đánh mất hình tượng tổng tài hoàn hảo, yêu chiều bạn gái hết nấc. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Sơn Tùng và Hải Tú xích mích ngay trước cổng căn biệt thự mà cả hai sống chung. Theo đó, nam ca sĩ gốc Thái Bình và bạn gái đang tranh cãi vô cùng căng thẳng. Thậm chí, Sơn Tùng còn khiến dân tình sốc nặng khi tác động vật lý, đẩy vai, hất chân bạn gái. Cái kết là Hải Tú lùi thủi bước vô căn biệt thự một mình trong lúc chủ tịch phóng xe máy đi xa tầm mắt. Đến thời điểm hiện tại, cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú đều chưa có bất cứ phát ngôn nào về sự việc đang gây xôn xao.